Đây là chiếc đồng hồ Rolex chính hãng trị giá trên 300 triệu đồng mà khách hàng vừa đặt của Kỳ Lân Luxury. Đây là chiếc đồng hồ new mới 100%, full hợp đồng hồ Rolex 116234, date là ngày 3 tháng 2 2021, full sổ, thẻ, hộp, sách. Và đây là nhân vật chính của chủ đề review sản phẩm ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ 116234 new chính hãng Rolex, khóa Rolex nhỏ rất dễ thương. Đây là cái mặt trắng xà cừ. Wow, đeo với chiếc nhẫn kim cương hột xoàn này thì đúng như là một cặp rất đẹp. Và đây là chiếc đồng hồ mà khách hàng đã đặt của Kỳ Lân Luxury. Khách hàng có đặt thêm là chiếc vòng bezel làm từ vàng trắng đến kim cương để vào đây. Khách hàng sẽ yêu cầu Kỳ Lân là thay cái vòng bezel zin này và đưa vào cái vòng bezel vàng trắng đến kim cương này. Wow, một chiếc đồng hồ đẹp, và sau đó đưa cái vòng này vào thì nó sẽ trở nên vô cùng đẹp luôn, và càng hợp hơn với chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo nữa. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ cho thấy sự khác biệt giữa vòng bezel vàng trắng đến kim cương của Kỳ Lân, khác biệt với những vòng bezel bình thường nha. Đây là chiếc vòng được Kỳ Lân làm từ vàng trắng và đến kim cương. Điều khác biệt đó là công nghệ chuẩn châu Âu, nén vàng cực kỳ chuẩn, vàng không bị bọt, cực kỳ sáng bóng và màu rất đẹp. Và đặc biệt hơn đó là những viên kim cương được đính trên vòng bezel này là những viên kim cương tuyển chọn trong những viên đẹp nhất, phải đồng nhất với nhau về độ đẹp, độ sạch và kích thước. Mình phải kiểm chứng với máy móc chuyên nghiệp hỗ trợ. Từng cháu rất đều với nhau và khoảng cách chia ổ hộp rất chuẩn. Và từng viên kim cương này được Kỳ Lân tuyển chọn, đó là tiêu chí các hãng lớn họ cũng làm và Kỳ Lân cũng áp dụng tiêu chí đó, hoàn thiện về thẩm mỹ từ chất vàng đến từng viên kim cương. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra bằng bút để mình thử từng viên kim cương. Và bây giờ chúng ta sẽ thử từng viên một. Nếu như là diamond thì bút sẽ báo là diamond. Sau khi kiểm tra xong tất cả những cái yếu tố mà kinh nghiệm và máy móc hỗ trợ chuyên dụng thì Kỳ Lân sẽ đem đến những trung tâm và họ giám định xong họ sẽ cấp lại giấy chứng nhận cho mình. Đó là ở những trung tâm như là SGC, BNG, Doji, vân vân. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu về những chiếc đồng hồ Hublot, Rolex, Patek Philippe, tất cả những cái đồng hồ xa xỉ, like new hoặc new, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để mà đặt những sản phẩm chất lượng chính hãng và giá tốt nhất thị trường. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.